Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty cổ phần kiến trúc BNI. Thì hôm nay trong đội ngũ của chúng tôi đến để hỗ trợ cái phần kiểm tra kỹ thuật thép sàn tầng mái của nhà anh Hưng, chị Hằng tại thôn Thuận An, Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Bên cạnh tôi đây là anh Đức. Xin chào các bạn. Vâng, thì anh Đức cũng là trong đội ngũ thiết kế cũng như kỹ thuật của công ty. Thì hôm nay thì hai anh em chúng tôi về hỗ trợ cái phần thép sàn này, thì nói chung là cũng là cái phần cuối cùng trong cái trách nhiệm của chúng tôi hỗ trợ thi công. Thì như nhà anh Hưng đây thì chúng tôi đã hỗ trợ từ cái phần thép móng này, thép sàn tầng 2 và bây giờ là thép sàn tầng mái rồi, thì luôn luôn đầy đủ và trách nhiệm như vậy. Thì với tất cả các nhà, không chỉ nhà anh Hưng đâu mà tất cả các nhà mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo cái điều đó anh chị nhé. Thì khi mà anh chị chúng tôi làm thì luôn luôn là trách nhiệm như vậy, cũng như là làm sao đấy mà mỗi một công trình mà chúng tôi thiết kế thì phải đem đến cho anh chị cái sự hài lòng và cái sự yên tâm nhất. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị đến cái công trình của nhà anh Hưng rồi. Thì xin hẹn gặp lại anh chị ở cái quá trình mà chúng tôi đang hỗ trợ và kiểm tra kỹ thuật cái phần thép sàn cho nhà anh Hưng nhé. Xin chào quý anh chị, thì hiện tại thì chúng tôi đang ở trên cái phần sàn tầng mái của nhà anh Hưng. Đây thì đây chính là cái bộ bản vẽ mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh này. Là anh Hưng ở Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình đây. Đây chính là cái phối cảnh 3D mà chúng tôi khi thiết kế thì chúng tôi sẽ đều in màu và cho vào trong bản vẽ đầy đủ như này khi gửi về anh chị. Đấy, thì đây chính là ngôi nhà sau này thực tế khi mà hoàn thiện cũng như sơn và trang trí thì giống y xì như thế này luôn. Đấy, chúng tôi đều có in ảnh màu rất là nhiều các cái góc nhìn khác nhau đầy đủ như này thì để anh chị nhìn rất là rõ. Đấy, anh Trương Đình Hưng này. Đấy, anh Trương Đình Hưng ở Thái Bình này. Đấy. Đây là phối cảnh 3D. Đấy. Hôm nay thì đang thi công cái phần mái, thì đây chính là cái phần kiến trúc mặt bằng mái này. Đây là cái phần tách nước các thứ này. Đấy thì như anh chị thấy là cho chính là ở cái vị trí này này, đấy, trên thực tế. Đấy, đây chính là vị trí đặt tách nước ấy lại năng lượng sau này. Đấy. Như anh chị nhìn thấy đây chính là mặt bằng kết cấu áp mái này. Thì như đội thợ của các bác làm nhà anh Hưng đây ấy, thì các bác đọc bản vẽ rất là tốt và các bác dựa vào cái bảng thống kê mà chúng tôi thống kê ra ở cái bên các cái bên trang đằng sau này. Đấy thì các bác hãy ghi tổng hợp vào cái bảng mặt bằng này để khi mà thi công ấy, thì rất là tiện. Nên là trên một cái mặt bằng này thì biết ngay ở cái vị trí nào là dùng thép bao nhiêu. Đấy thì khi mà đọc, khi mà thi công rất là dễ. Đấy thì các bác thợ đọc rất là kỹ và hiểu được bản vẽ thì thi công cũng rất là dễ dàng. Đấy. Và trên thực tế thì như anh chị đang thấy đây chính là các cái phần dầm. Đấy, các bác đã làm xong thì tất cả những cái phần dầm này thì chúng tôi đều đã kiểm tra, thì các bác làm đúng theo các cái thiết kế. Thứ nhất là cái số lượng thép rồi kích thước của thép đã đều có đảm bảo đúng theo cái kỹ thuật. Đây là cái phần sảnh, cái bên này là phía sảnh phụ. Đấy. Còn phía sảnh chính là ở bên này trước này. Thì khi mà đan dầm xong thì bây giờ các bác thợ đang hạ cái dầm xuống. Đấy, để mà ngày mai thì sẽ đan các cái phần thép hai lớp, lớp trên lớp dưới đều phi 10. Đấy.
thận rất là đẹp. Các cái hệ lam bê tông này thì đầu cái hệ lam này thì thi công là đổ ở dưới, sau đó là sẽ gác lên trên. Đấy, toàn bộ cái hệ lam đây. Sau này sẽ có cái máy kính che máy kính và sẽ lắp cái máy kính đến tận vào bên trong này. Đấy, còn đây là các cái phần diềm mái chị này. Đấy, ở sau này sẽ có cái diềm mái đua chạy xung quanh như thế này luôn. Đấy, chạy xung quanh. Đấy. Các phần diềm mái trang trí rất là đầy đủ. Toàn bộ cái quá trình thi công của anh Hưng thì từ cái phần thép móng đến phần thép sàn tầng 2, tầng mái thì chúng tôi cũng hiện nay là chúng tôi đã về đầy đủ tất cả các cái phần như vậy, thì đúng như những gì mà chúng tôi đã chia sẻ từ đầu là chúng tôi sẽ hỗ trợ thi công cho đến khi hoàn thiện đến phần mái. Đấy, thì đấy là hôm nay thì chúng tôi về phần này thì đã hoàn thiện xong cái phần mà trách nhiệm của chúng tôi với mỗi công trình thiết kế, và như nhà anh Hưng đây thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái trách nhiệm về hỗ trợ kỹ thuật rồi. Đấy, còn lại trong quá trình mà thi công hoàn thiện cái thứ thì có những cái vấn đề gì hạn chế thì các bác cái đều trao đổi, thì chúng tôi cũng sẽ luôn luôn còn trách nhiệm hỗ trợ đến khi mà hoàn thiện ngôi nhà. Nhưng mà đó là cái phần mà chúng tôi hỗ trợ online thôi, tức là có vấn đề gì cần trao đổi chỉnh sửa gì đó chẳng hạn thế, còn cơ bản thì đều theo cái thiết kế mà chúng tôi đã thiết kế rồi thôi. Đấy, thì với tất cả những nhà mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng đều luôn luôn trách nhiệm và đầy đủ như vậy anh chị nhá. Này, hiện tại thì các bạn đang giải phân cốt. Xong ngày mai thì bắt đầu sẽ làm thép, giải thép lớp dưới, sau đó là giải thép lớp trên. Các bác làm rất là chỉnh chu cẩn thận. Cho đi. Cho đổ bê tông mà nó bị phì, thì lên thì nó lại ôm vào thì lột ra rồi. Khó.